Triều Tiên chỉ trích Mỹ thử nghiệm tên lửa xuyên lục địa. Truyền thông nhà nước Triều Tiên chỉ trích Mỹ thử nghiệm tên lửa xuyên lục địa Minuten 3 và khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự. Ngày 1 tháng 11, Mỹ thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Minuten 3 tại căn cứ vũ trụ Vandenberg trước sự chứng kiến của phái đoàn quân sự bù nhìn Hàn Quốc. Vụ phóng thất bại, nhưng việc thử nghiệm được nối lại sau 7 năm với sự tham gia của phái đoàn Hàn Quốc thể hiện cam kết răn đe mở rộng của nước này, cho thấy rõ ai là mục tiêu của vũ khí hạt nhân và chiến lược Mỹ. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay đăng bài xã luận của một nhà bình luận quân sự. Theo bài xã luận, điều không thể bỏ qua là kẻ thù dám lên tiếng yêu cầu Mỹ tái triển khai bom hạt nhân chiến thuật trên bán đảo Triều Tiên, trùng với kế hoạch phát triển bom hạt nhân loại mới B-61-13 mà Lầu Năm Góc công bố gần đây. Mỹ tăng cường phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh xung đột vũ trang quy mô lớn ngày càng leo thang ở châu Âu và Trung Đông, cũng như các quốc gia có vũ khí hạt nhân đối đầu chưa từng thấy. Đây chính là kế hoạch nguy hiểm nhằm đạt ưu thế quân sự bằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Bài xã luận nêu thêm, bình luận được đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu AFGSC thuộc Không quân Mỹ cho biết thông báo phá hủy an toàn tên lửa Minuten 3 không mang đầu đạn trên vùng trời Thái Bình Dương do sự cố bất thường sau khi phóng từ căn cứ vũ trụ Vandenberg ở bang California. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận một phái đoàn nước này đã đến thăm căn cứ và quan sát vụ phóng ICBM, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên như vậy kể từ năm 2016. Bài xã luận trên KCNA gọi các động thái quân sự gần đây của Mỹ và đồng minh là những hành động thù địch, cực kỳ khiêu khích và liều lĩnh, đơn phương làm leo thang căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Nhà bình luận nhấn mạnh khi mối đe dọa hạt nhân từ Mỹ và đồng minh đối với Triều Tiên đã gần đến lằn ranh đỏ mới, việc Triều Tiên tăng cường các lực lượng vũ trang hạt nhân là thực hiện quyền tự vệ, đồng thời đảm bảo hòa bình và an ninh ở Đông Bắc Á cũng như phần còn lại của thế giới. Triều Tiên sẽ tiếp tục hành động quân sự để tăng cường khả năng răn đe và đảm bảo an ninh chiến lược trên bán đảo Triều Tiên và khu vực, bài báo nêu thêm. Hàn Quốc đã tổ chức cuộc tập trận chung trên không với Mỹ và Nhật Bản gần bán đảo Triều Tiên vào tháng 10, với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-52 Mỹ cũng như tiêm kích của ba quốc gia. Trong cùng tháng, Mỹ và Hàn Quốc cũng tổ chức các cuộc tập trận trên không lớn với sự tham gia của 130 chiến đấu cơ hai nước nhằm mô phỏng hoạt động thời chiến. Seoul và Washington cho biết những cuộc tập trận này nhằm duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu để đáp trả hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng. Triều Tiên thường xuyên lên án các cuộc tập trận chung của Hàn Quốc và Mỹ, coi đây là diễn tập cho chiến tranh. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.